Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần bên Trái Cây Quý Mộc. Giới thiệu với các bạn là mình vừa mới làm một cái phần quà bằng hồng sấy dẻo Đà Lạt. Cái quả hồng sấy dẻo Đà Lạt này là cái hồng sấy dẻo Đà Lạt này làm từ cái hồng vuông Tám Hải. Các bạn nhìn thấy cái màu sắc rất là tươi tắn này. Nó dẻo, nó mềm, nó ngọt thơm tự nhiên của cái hương vị hồng chín tự nhiên, hồng chín cây. Cho nên là chúng ta có thể chọn làm phần quà để tặng cho mẹ của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 sắp tới. Một phần quà như vậy là có hai bịch hồng, tức là 1 kg. Thì mình làm thành một cái phần quà như vậy và mình thắt nơ và mình trang trí hoa hồng. Chúng ta có thể có một cái món quà nho nhỏ để tặng của mẹ của mình, để tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 nha các bạn. Các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Đây là mình gợi ý cho các bạn một cái phần quà như vậy thôi ha. Các bạn có muốn có nhu cầu mà làm hồng sấy dẻo tặng cho mẹ của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0919977098. Mình là Thu Thủy Trần, Trái Cây Quý Mộc nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình chào tạm biệt.